chiếc xe bán tải va chạm với một xe máy rồi bỏ chạy. Sau khi người nhà đưa đoạn camera ghi lại vụ việc lên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã cùng nhau vào cuộc truy tìm chiếc xe. Công an huyện Triệu Phong, Quảng Trị vừa cho biết đã tiếp nhận tin báo từ người dân và đang vào cuộc xử lý vụ tai nạn xảy ra giữa xe bán tải và xe máy trên tuyến đường liên xã đoạn qua thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang. Trước đó, từ trưa ngày 23 tháng 10, một đoạn video ghi lại vụ tai nạn này đã được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh trên mạng xã hội để truy tìm chiếc xe liên quan. Đoạn video do camera an ninh của một nhà dân bên đường ghi lại, khoảng 9 giờ 35 phút sáng cùng ngày, chiếc xe máy do ông Tê, chú thôn Trà Liên Tây, đi từ hướng quốc lộ 1 về Ủy ban Nhân dân xã Triệu Giang thì có một chiếc xe bán tải màu trắng từ phía sau vượt lên. Khi xe bán tải sắp vượt qua, phần đuôi của xe va chạm với xe máy. Vụ va chạm khiến ông Tê ngã xuống đường và bị thương. Tuy nhiên, chiếc xe bán tải đã không dừng lại mà bỏ chạy. Ông Tê sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.